quý vị khán giả và các em đang cùng đến với chương trình Ước mơ của em. À, và bây giờ thì Hiệp sĩ sẽ tìm hiểu ước mơ của bé Minh Thảo nha. Một ước mơ rất là dễ thương, đi thôi. Ước mơ của con là tìm hiểu về hoa hướng dương. Tại sao không phải là hoa khác? Có nhiều hoa hồng nè, hoa lan, hoa cúc nè. Tại sao phải là hoa hướng dương? Tại vì hoa hướng dương là hoa mẹ. Con muốn hỏi là tại sao hoa hướng dương không có mặt trời ạ? Cái đó con cũng biết, con hỏi chú. Cái này con không rành. Dạ, tôi không rành nhiều hoa đâu. Dạ. Chứ cũng chi, con biết nó rộng cỡ nào không? Rất là to. Mà hai chú cháu mình mà đi như vậy á, thì chắc là các đứa tháng mai cũng chưa thấy được hoa hướng dương, cũng không biết được tìm hiểu được nó đâu. Cô nghe hoa, cái hạt hoa nằm ở đâu cô? Đây, cái hạt hoa nó nằm ở phía trong đây nhé. Bây giờ cô lấy thử mấy hạt cho con coi nha. Dạ. Đây, hạt đây. À, xin giới thiệu với mọi người, đây là hoa hướng dương cực đại. Đó, to chưa? To hơn cái mặt của bạn Thảo mình luôn. Cảm giác con sao? Sao? Mệt. Tại vì nắng quá đúng không? Tại vì con không quen á, chứ mấy cô hả là ngày nào cũng phải có làm việc như vậy hết trơn á. Con nghĩ là mình sẽ nên làm bất ngờ cho mẹ không? Dạ có. Lát nữa mẹ về thì đứng nấp sau cửa. Thảo ơi. Rồi. Vô nấp. Thảo ơi. Dạ em chào chị. Mai Phương mến chào quý vị khán giả và các em đang cùng đến với chương trình Ước mơ của em.